Những ngày gần đây, thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến nhiều người phải nhập viện, đặc biệt do mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch. Vì vậy, mọi người cần chú ý giữ ấm cơ thể, phòng chống rét cho bản thân và gia đình, nhất là người già và trẻ nhỏ. Sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ giảm đã tác động rất nhiều đến sức khỏe của con người, làm suy giảm sức chống đỡ, từ đó tạo cơ hội cho các bệnh, nhất là các bệnh hô hấp bùng phát. Người già, trẻ em, đặc biệt là những người có các bệnh lý hô hấp mãn tính như hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản là những đối tượng hay bị tái phát dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Muốn phòng tránh được các cái bệnh mùa giá rét, đặc biệt với trẻ em và người già, thì có một số phương pháp như sau: sinh hoạt cũng như là vui chơi hoặc là nghỉ ngơi phải trong điều kiện nhà đảm bảo ấm, đặc biệt là không lên ra ngoài đường khi không có việc cần thiết. Và đề phòng thứ hai nữa là khi ra ngoài phải ăn mặc áo đủ ấm, trong ăn uống phải đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là trẻ em phải lên đi tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, ví dụ như vaccine phế cầu khuẩn là phòng chống các bệnh về đường hô hấp, viêm tai, viêm mũi, viêm họng, viêm phổi do phế cầu, viêm màng não mủ do phế cầu, rồi viêm xoang, viêm amidan. Còn đối với những người lao động ngoài trời trong điều kiện thời tiết lạnh như hiện nay cũng cần lưu ý một số vấn đề để tránh bị nhiễm bệnh. Khi ra ngoài lao động ngoài trời, đặc biệt những người trong độ tuổi lao động phải cần vấn đề bảo hộ, ăn mặc phải ấm, bảo hộ vấn đề găng tay, mũ, quần áo phải đảm bảo tránh rét được. Thứ hai là ăn uống phải điều độ, các chất dinh dưỡng cũng như là vitamin, muối khoáng phải đảm bảo. Một trong những tiêu chí duy trì sức khỏe trong mùa đông và hạn chế nguy cơ chấn thương cho mọi người đó là cần chú ý đến an toàn về điện, thiết bị đun nước nóng, nhiệt độ an toàn trong phòng ngủ luôn đảm bảo ở mức 20 độ C trở lên.